Thủ khoa đại học phải về quê bán hoa quả thuê, phụ mẹ nuôi lợn, đó là câu chuyện của Bùi Thị Hà, cử nhân xuất sắc tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Hà cũng là một trong 100 thủ khoa đã từng được vinh danh tại Văn miếu Quốc tử giám Hà Nội trong năm học 2015-2016. Cầm tấm bằng xuất sắc Đại học Sư phạm Hà Nội 2 với mong ước trở thành cô giáo dạy văn. Nhưng đã hơn một năm trôi qua, Bùi Thị Hà vẫn không thể xin được việc ở quê nhà. Ước mơ bỏ ngỏ, sự nghiệp dở dang, gia đình lại khó khăn vì cha mất sớm. Chỉ có mình người mẹ làm nông càng đáng cả gia đình. Hà chia sẻ, em đã phải đi bán hoa quả thuê với mức thu nhập 3 triệu đồng một tháng và phụ giúp mẹ chăn nuôi lợn gà, việc đồng áng. Hà nói gì về hoàn cảnh và sự lựa chọn hiện tại? Phóng viên của Truyền động 24 giờ trong sáng nay đã có cuộc trao đổi thẳng thắn với cô gái này. Hà này, chị và khán giả của Truyền động 24 giờ đang có một băn khoăn, đó là em đã tốt nghiệp thủ khoa được hơn một năm rồi, vậy tại sao mà đến bây giờ em vẫn chưa xin được việc nhỉ? Mặc dù chị biết là tỉnh Hà Giang, địa phương mà em sinh sống thì đang rất là thiếu giáo viên. Tỉnh em năm đó thì không tổ chức thi tuyển ấy. Nên là em có viết thư lên cho bí thư tỉnh của em, bí thư Triệu Thái Vinh. Bí thư cũng rất là quan tâm đến em và bí thư đã cử anh chị xuống dưới tận nhà em. Anh ấy cũng đã liên lạc với giám đốc sở. Tuy nhiên thì không ai tuyển giáo viên giữa năm cả. Khoảng nửa tháng trước thì giám đốc sở có gọi cho em. Bây giờ tỉnh không có biên chế, có cho em vào thì cũng không cho vào được gì được cả. Bác bảo là có chấp nhận đi làm xa không, thì em bảo là thôi bây giờ đi đâu cũng được á. Nên là được đi làm, được cống hiến. Thì bác ấy bảo là thế thôi cháu cứ chờ cho khi nào có kế hoạch tuyển dụng thì bác sẽ gọi cho cháu. Thì em vẫn phải chờ chị ạ. Mẹ em bảo là bằng đấy thì cũng không, cuối cùng cũng không được đi làm ấy, vẫn cuối cùng về địa phương thì vẫn không được trọng dụng ấy. Mẹ em buồn lắm chị ạ. Gia đình em, lấy hoàn cảnh gia đình của em nhưng mà em cũng muốn ở nhà. Cái thứ hai là trẻ con ấy, trẻ con thì mong ấy, cho những cái đứa trẻ đó ấy, nó sẽ được sống một cuộc sống hạnh phúc hơn. Mà khó khăn quá, em cũng chỉ muốn đi làm một giáo viên vùng cao thôi mà. Khó khăn quá chị ạ.